Xin chào quý vị, trở lại chương trình trực diện TV. Thì để kỷ niệm cho cái tuần lễ không gian của toàn cầu, thì phía bên Tổng lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh mới vừa đăng một cái dòng chia sẻ ở trên cái trang nhà của mình ở trên Facebook. Cụ thể thì nói rằng là nhân kỷ niệm tuần lễ không gian toàn cầu, thì chúng tôi để mà nhìn lại ba cái chân dung của ba cái công dân Đông Nam Á đã từng thám hiểm vũ trụ. Trong đó thì muốn nhắc đến ông Phạm Tuân, một cái người anh hùng của lực lượng vũ trang của Việt Nam, và một cái người nữa là Asian Trinh, và cái người thứ cùng á, người thứ ba là Sheikh Mujafar Suko, thì cái ông này là cái người Malaysia. Thì trong ba người gọi là thám hiểm không gian thì trong đó có hai người là người Việt Nam. Thì đây có thể nói là một cái niềm rất là tự hào. Chúng ta thì ở trong Việt Nam ai cũng đã biết tới anh hùng gọi là khám hiểm vũ trang, một cái người mà đi vào không gian đầu tiên và đến thời điểm này là duy nhất ở trong Việt Nam. Và đến bây giờ đó thì lãnh sự quán của Hoa Kỳ họ nhắc thêm một cái người khác nữa, Asian Trinh, và nói là ông Asian Trinh này đó là cũng là người gốc Việt. Và cái người này thì trong cái hình ảnh mà được đăng ở trên cái trang nhà của cái tổng lãnh sự, chúng ta thấy ha, đây là trang nhà của tổng lãnh sự đàng hoàng, mà trong bên trái thì có cái hình, thì cái hình đó thì trong đó có hai người là người Việt Nam và lấy cái lá cờ là cái giờ cờ gì, cờ đỏ sao vàng để mà đại diện. Tức nghĩa là ta nói là ông Phạm Tuân thì có cái cờ đỏ, rồi ông Asian Trinh thì có một cờ đỏ với một cái cờ Mỹ, tức nghĩa là ông này thừa nhận rằng quốc tịch, tức nghĩa là người hai hai nước, tức là nước Mỹ và Việt Nam. Đó là cái người Mỹ gốc Việt, ý người ta muốn nói như vậy. Và khi mà hình ảnh này được đưa lên, cũng mới vừa đưa lên thôi, thì cũng có nhiều người ở tại cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại đó, nhất là cộng đồng mà chống cộng, thì người ta cũng có lên tiếng và người ta hỏi rằng là cái việc này đó là không có đúng, bởi vì lãnh sự quán Mỹ đưa như vậy là tạo ra một cái sự ngộ nhận, bởi vì cái ông Asian Trinh này là cái người đã sang Hoa Kỳ như là năm 1975 theo gia đình, và ông này đó thì không có sống dưới cái chế độ xã hội chủ nghĩa, do đó thì lấy cái lá cờ đỏ để mà đại diện đó thì có lẽ là không có đúng. Thì chúng ta cũng đang tiếp tục để mà xem từ trong thời gian tới đó thì cái cộng đồng ngành chống cộng ở tại hải ngoại người ta nói như thế nào, và thực hư cái chuyện ông Asian Trinh là ai, có lẽ là nhiều bạn ở trong Việt Nam họ không biết. Thì bây giờ đó chúng ta thấy rằng góc độ quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ bây giờ đã quá tiến xa, là tiến xa tới cái mức mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Năm nay thì kim ngạch xuất nhập khẩu có lẽ là xuất khẩu không đó, cuối năm nay chắc chắn nó cũng sẽ đạt mức khoảng 100 tỷ, chỉ có nổi cái xuất khẩu không cũng đã là 100 tỷ rồi. Và trong thời gian tới thì cái việc mà tiến triển trong cái quá trình mà làm ăn với nhau và hợp tác trên rất là nhiều các lĩnh vực, từ khoa học, từ kỹ thuật, từ rất là nhiều thứ. Và đối với người Việt Nam, công dân Việt Nam, hay nói đúng hơn là người gốc Việt Nam sống ở tại Hoa Kỳ, mặc dù là các cái thành phần xuất thân rất là khác nhau và cái hoàn cảnh ra đi cũng rất là khác nhau, và có rất là nhiều người đã thành công trong khá nhiều các cái lĩnh vực, ngay cả cái lĩnh vực mà nghiên cứu không gian nữa, ngay cả trong cái lĩnh vực nghiên cứu về biển, về đủ thứ lĩnh vực hết, ngừa chỗ nào cũng có người gốc Việt và rất là thành công. Tuy nhiên đó thì ở phía bên Hoa Kỳ người ta cũng nhìn nhận cái cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ, hay nói gộp chung đó là cái người gốc Việt, và người ta cũng hiểu rõ là cái cộng đồng Việt Nam cũng có cái cộng đồng nhỏ gọi là chống cộng, cái cộng đồng mà gọi là cờ vàng, cái cộng đồng mà ra đi từ cái chế độ mà trước đây Mỹ bảo trợ, Mỹ đã nuôi nấng để mà xây dựng nó, tạo nên xây dựng giống như một cái tiền đồn để mà chống cộng. Sau này thì dĩ nhiên người ta dứt sữa, người ta không còn nuôi nấng nữa, người ta đã bỏ phế. Và bây giờ đó Mỹ lại có một cái chiến lược công nhận một cái chính quyền của Việt Nam như hiện nay, đó là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với cái lá cờ đỏ sao vàng, họ họ thừa nhận như vậy. Và trong các cái quan hệ ngoại giao từ thời ông Obama hoặc là trước kia cũng vậy, người ta đã xác nhận rằng là Mỹ tôn trọng cái chính thể của Việt Nam, tôn trọng cái sự khác biệt của cái thể chế ở Việt Nam và không can thiệp vào vấn đề nội bộ của Việt Nam, cũng như là Việt Nam cũng vậy.
Và mọi cái vấn đề đó có liên quan đến Việt Nam đều lấy cái lá cờ đỏ sao vàng ra để mà đại diện. Trong khi đó thì những cái người mà họ gọi là chống cộng đó, trong cái cộng đồng hay là cái nhóm nhỏ thường hay đi biểu tình làm đủ thứ chuyện, thì lúc nào cũng nói rằng mình phải khoác áo cờ vàng, lúc nào phải thừa nhận cái cờ vàng cho họ. Thì một số các cái hoạt động như là biểu tình chẳng hạn, hay là gặp gỡ một vài các cái dân cử, khi mà đệ trình những cái hồ sơ gọi là nhân quyền, nhân quéo đồ đủ thứ chuyện đó, thì nhiều khi mình mang cờ vàng vào thì họ cũng đứng cạnh họ chụp hình thôi. Nhưng mà ở góc độ mà quan hệ đó thì người ta luôn gắn đối với cái lá cờ đỏ. Chính vì vậy đưa ra cái vấn đề như thế này đó thì sẽ tạo ra một sự tranh luận, nhưng mà chúng ta sẽ theo dõi để coi làm sao. Và trong cái dòng chia sẻ đó thì ở phía bên tổng lãnh sự họ của Mỹ ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì nói rằng là ba công dân Đông Nam Á, nói chung người ta nói rằng đây là ba công dân Đông Nam Á, thì hai công dân Đông Nam Á là đúng, đó là cái ông mà thật ra thì cái ông Sheikh Musava thì cũng là một người Mỹ rồi chứ không phải là cái người của không phải là người Mỹ, không phải là người Mỹ mà là cái một cái người Malaysia. Và cái ông này đó thì đúng là công dân, nhưng mà ông Phạm Tuân cũng đúng là công dân Việt Nam. Thì Asian Trinh có phải là công dân của Việt Nam hay không? Nếu mà công dân của Việt Nam xã hội chủ nghĩa thì không phải, có lẽ là ông này là ông đã sống ở Hoa Kỳ rồi. Mà thật ra thì chúng ta tìm hiểu một chút thì ông Asian Trinh là ai? Và ông này có phải là cái người chống cộng hay là cái người cờ vàng hay không? Hay là người ta nhận vơ hay là có vấn đề gì khác? Thì chúng ta thấy rằng đó, thí dụ như có khá nhiều các cái thông tin nói về ông Phạm Tuân thì chúng ta biết rồi, Phạm Tuân là một người mà anh hùng lực lượng vũ trang của Việt Nam, một cái người mà khám hiểm thông gian hồi năm 1980. Thì ông Agent Trinh có cái tên Việt Nam là Trịnh Hữu Châu. Thật ra thì các cái tài liệu ở trên các cái trang mạng nó liên quan đến cái vấn đề về khám hiểm không gian thì người ta xác định ông Trịnh Hữu Châu hay còn gọi là Agent Trinh, một cái tên tiếng Mỹ, thì người này được gọi là người Mỹ gốc Việt gốc Hoa, tức là người Việt gốc Hoa. Và ông này thì trong cái hồ sơ mà giấy khai sinh á thì sinh ở tại Sài Gòn, có lẽ là cái vùng chợ lớn. Và cái người xuất hiện có thể nói là ông Trịnh Hữu Châu là cái người Việt Nam thám hiểm vũ trụ và xuất hiện trên rất là nhiều các cái tạp chí của Mỹ và ngay cả trên thế giới nữa. Những người ở Mỹ mà trong cái lĩnh vực này đều biết Trịnh Hữu Châu. Và có lẽ rằng là đây là cái điều mà làm cho nhiều người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ trong cái thời điểm mà những cái năm đó, những năm 90 á, người ta rất là tự hào về cái ông Agent Trinh này. Và cái cơ quan hàng không vũ trụ của Hoa Kỳ, ông là cái người Việt đầu tiên bay vào vũ trụ, tức là ông sống tại Mỹ đó, bay vào vũ trụ qua cái chuyến bay gọi là STS-50 và nó của NASA vào ngày 25 tháng 6 năm 1992. Và ông có một chuyến bay hơn 13 giờ, hơn 13 ngày. Và sở dĩ á những người mà chống cộng ở tại hải ngoại thì người ta nói rằng ông không có thừa nhận ông Phạm Tuân, nói rằng ông Phạm Tuân là cái người không phải là cái người đầu tiên, ông này mới là người đầu tiên, mặc dù là bay năm 1992. Ý nói rằng ông này là một người Mỹ sống ở tại Mỹ và đi bằng cái chuyến phi thuyền con thoi của Hoa Kỳ, và đi như vậy là với tư cách là nghiên cứu, là cái người khoa học đàng hoàng, chứ không phải là như ông Phạm Tuân, người ta cáo buộc ông Phạm Tuân là cái người đi ké với cái chuyến bay của Nga và đi cạnh bên một cái nhà thám hiểm vũ trụ khác. Nói chung là người ta không thừa nhận. Thì những người mà họ chống cộng lúc nào cũng nói như vậy. Còn bây giờ ở góc độ của Hoa Kỳ người ta thừa nhận rằng đây đều là những nhà thám hiểm vũ trụ và đây là những cái nhà không gian học và đây là ba cái công dân của Đông Nam Á và ba cái người công dân mà đã bay vào cái vũ trụ nhân cái kỷ niệm cái tuần lễ này. Thì chính với điều này chúng ta thấy rằng cái quan hệ giữa Việt Mỹ người ta rất là tôn trọng. Hay những người mà họ đấu tranh, họ chống đối đó thì họ nói là cái chiến lược gọi là hòa hợp, hòa giải hay liên hợp mà chính quyền ông Joe Biden có lẽ là bây giờ muốn thân thiện nhiều hơn đối với Việt Nam. Và cái điều này là sao? Người ta cũng bypass, tức nghĩa là họ bỏ qua luôn cái cộng đồng gọi là chống cộng hải ngoại hay gọi là cộng đồng cờ vàng.
Nếu như mà người ta tôn trọng cái cộng đồng cờ vàng, hay người ta muốn giữ lại cái cộng đồng cờ vàng, người ta muốn thừa nhận một cái bộ phận nào đó của cái chính quyền mà đã sụp đổ ở trong miền Nam hồi thời trước năm 1975, lấy cái lá cờ vàng mà để mà đại diện, thì có lẽ người ta đã gắn cái lá cờ vàng vào rồi. Và nếu mà gắn cái lá cờ vàng, tức nghĩa là nó trái với cái quan hệ ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy ở đây người ta gắn cái lá cờ đỏ, và chính vì cái gắn lá cờ đỏ như thế này, tức nghĩa là sao, người ta thừa nhận đây là những cái người mà Việt Nam, mà hãy mỗi lần mà nhắc tới Việt Nam là phải lấy cái lá cờ đỏ, người ta không lấy lá cờ vàng. Đó chính là cái điều mà chính quyền của Hoa Kỳ ở góc độ mà chính quyền của ông Joe Biden đó đang có những cái cách hành xử như vậy. Và nếu như cộng đồng cờ vàng, cộng đồng mà chống cộng đó, mà người ta có tức tối, thì nên chống đối cái chính quyền Joe Biden, tức nghĩa là chỉ trích chính quyền Joe Biden, hay là tố cáo, hay là biểu tình, hay bất cứ cái gì đó. Thì bây giờ chúng ta trở lại một chút là về cái ông Asian Trinh, thì ông Asian Trinh hay còn gọi là Trịnh Hữu Châu, thì cái ông này đó sinh năm 1950 và sinh ở tại Sài Gòn, và nằm trong cái chính quyền hồi trước đó, tức nghĩa là năm 50 thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa rồi. Và ông ta đã từng học ở trường trung học gọi là Michelet ở phía bên Paris, tức là nước Pháp. Rồi sau đó thì lấy bằng năm 1968, rồi bắt đầu làm gọi như là đi sang Mỹ học về cái ngành chế tạo máy, cũng như là ứng dụng tại cái đại học Columbus, một cái đại học rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ, và tốt nghiệp năm 1972. Đến năm 74 và đầu năm 75 đó, thì ông nhận học bổng và bảo vệ thành công các cái luận án thạc sĩ khoa học và triết học. Nói chung là ông này không có về nước, và đã được du học trước năm 1975, đi du học ở bên Pháp, rồi sau đó thì đi du học ở bên Mỹ. Và sau khi mà sau năm 1975 đó, ông Trịnh Vũ Châu cùng với gia đình sang Mỹ và tiếp tục học lên tiến sĩ đến năm 1977, và lấy cái bằng gọi là vật lý ứng dụng ở tại một đại học danh tiếng hạng nhất thế giới, đó là Đại học Yale. Và coi như là đến năm 1979 á, thì cơ quan NASA đã nhận ông Trịnh Hữu Châu, tức là ông Asian Trinh á, là như là một cái tài năng hiếm thấy, và ngay lập tức ông Trịnh Hữu Châu đã được mời vào làm việc trong một cái phòng thí nghiệm về cái sức đẩy của cái phản lực trong cái văn phòng của NASA. Và trong cái thời gian này ông đã kết thúc coi như là ông đã kết thúc cái khóa học sau tiến sĩ, và tham gia vào các hoạt động nghiên cứu kỹ thuật của coi như là California dưới sự hướng dẫn của NASA. Và bước ngoặt đến á, là vào năm 1983, thì khi đó NASA đã chọn ông để mà huấn luyện trở thành một cái chuyên viên nghiên cứu về cái sức đẩy, và làm việc trong một cái phòng thí nghiệm về không gian, tức nghĩa là Bessem Lab 3. Và ông đã trở thành một cái người dự khuyết cho một cái chuyên viên sức đẩy rất là nổi tiếng mang tên là Taylor One. Thì sau đó đó thì đến tháng 8 năm 1990 thì cái tên Asian Trinh đã được điền vào trong một cái danh sách mà gọi là danh sách thành viên để mà nghiên cứu chính thức. Lúc cơ mà lúc đầu thì mới là dự khuyết thôi, nhưng mà sau đó thì trở thành chính thức để mà nghiên cứu về cái sức đẩy của cái phòng thí nghiệm vi trọng lực của cái tàu con thoi. Lúc đó người ta đang đầu tư, NASA đầu tư để mà xây dựng cái tàu con thoi, và cái tàu con thoi có những cái thí nghiệm và có những cái lần phóng thử, cũng như là có những cái lần phóng thiệt, và cũng gây ra một số các cái vấn đề. Và để đưa vào cái nghiên cứu như thế này thì những cái người mà được chọn như vậy thì một cái người rất là tài năng, điều đó là chúng ta không thò khỏi phải bàn cãi rồi. Và ngày 25 tháng 6 năm 1992, thì sau khi hoàn thành 2 năm huấn luyện, thì ông chính thức có mặt trong một cái chuyến bay lịch sử của cái tàu con thoi mang tên là STS-50 và bay lên không gian. Thì 2 năm huấn luyện thì chúng ta đã biết rồi, trở lại cái vấn đề mà của ông Phạm Tuân cũng vậy, cũng có một cái sự huấn luyện, và một sự huấn luyện cũng rất là khó khăn. Nhiều người đó thì rất là giỏi, những người mà phóng lên không phải là những người thường, những người đó đều là đứng ngàn nghiên cứu hết, và những người rất là giỏi trong ít nhất một vài các cái lĩnh vực gì đó.
Và trên cái trang web của NASA thì cho biết cái chuyến bay STS-50 của ông Trịnh Hữu Châu kéo dài đúng 13 giờ 19 10 13 ngày 19 giờ 30 phút và 4 giây. Nói chung là người ta tính từ cái lúc bay lên tới cái lúc mà chạm đất, người ta tính ra là cái người đó đã ở trong không gian bao nhiêu trăm ngàn giây, bao nhiêu chục ngàn giây hay là bao nhiêu, người ta tính đến mức độ như vậy. Và người ta ghi nhận cái sự đóng góp của những cái người đó, và họ phong chức cũng như là phong hàm á, phong phong thưởng cho những cái danh hiệu. Và trong cái chuyến bay này thì tại khoang vật lý gọi là DBM thì ông đã thực hiện và theo dõi cùng lúc ba cái thí nghiệm về sức đẩy, về cái sự rơi của các chất lỏng cũng như là kỹ thuật điều khiển chất lỏng trong cái bình chứa do ông nghĩ ra. Nói chung là có phải có những cái sự nghiên cứu của bản thân mình để đề xuất chẳng hạn. Ví dụ như trong cái chuyến đi của ông Phạm Tuân thì nói đến có những cái nghiên cứu liên quan đến cái bè hoa dâu. Thì đến nay đó thì hơn 40 các cái công trình nghiên cứu của Trịnh Hữu Châu cũng đã được công bố trên rất nhiều các cái tạp chí khoa học của Hoa Kỳ. Và ông là thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu Không gian cũng như là cái tổ nghiên cứu SIGNA, coi như là 11, và cái hội vật lý Việt Mỹ, hội cơ học, hội viện hàng không khoa không gian, đủ thứ chuyện hết. Và NASA đã trao tặng cho ông là huy chương phi hành gia, huy chương thành tựu khoa học đặc biệt và bốn cái bằng phát minh cùng với các cái đồng nghiệp. Thì ông cũng đã nằm mà nhận được cái bảy cái giải thưởng công nghệ NASA từ năm 1985 đến nay. Thì trong đó có dụng cụ đo lường về trọng lực coi như là thấp được đặt ngay trong cái máy bay phản lực của NASA. Thì nói chung là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đó, cái người này là cái người không có nghe nói về vấn đề chống cộng, không không nghe nói về vấn đề cờ vàng, và cũng chưa bao giờ nghe nói là cái người này xuất hiện trong các cái cuộc biểu tình hay là các cái phong trào chống cộng gì cả. Và cái tên Trịnh Hữu Châu là chúng ta chỉ nghe ở độ khoa học thôi. Và đây là một cái thành tích, là một cái sự cống hiến của người Việt. Thì thật ra đó, cái chính sách của Việt Nam hiện giờ đều nhìn nhận những người Việt Nam sống ở bên nước ngoài, cụ thể như là ở tại bên Mỹ cũng vậy, cũng là một bộ phận không thể tách rời của Việt Nam. Và người ta nói là ra đi với bất cứ một hình thức khác nào thì vẫn là một cái đoàn kết, vẫn là một mẹ Việt Nam, và người ta kêu gọi có cái sự hướng về Việt Nam. Nói chung là kêu gọi mà nhiều người chống cộng nói rằng hòa hợp, nói rằng là cái sự hội nhập, nói là sự hòa giải gì đó, nhưng mà thật ra thì người ta không muốn phân biệt. Và ở Việt Nam cũng rất là ca ngợi, cũng rất là hoan nghênh những cái cống hiến của những cái lực lượng của Việt Nam. Có rất là nhiều các cái văn bản mà chính quyền của Việt Nam đã từng đánh giá rất là cao về cái cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại. Thí dụ như trong cái chuyến đi của ông Phạm Minh Chính đến Hoa Kỳ vừa rồi, hồi tháng 5, coi như là hồi tháng 5 đó, hồi đúng rồi, cũng đã có nhắc nhiều và đánh giá rất là cao về các cái thành quả của người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ và cái sự đóng góp, và rất là cần những cái trí tuệ, rất là cần những cái sự cống hiến, những sự đóng góp đó. Thì chúng ta thấy rằng ông Trịnh Hữu Châu hôm nay thì chúng ta biết thêm một chút, đây là một cái người Việt Nam và một cái nhà thám hiểm không gian và một cái nhà khoa học thực thụ. Thì trở lại ông Phạm Tuân, thì nói đến ông Phạm Tuân có lẽ là hơi thừa đối với chúng ta, đối với những người mà Việt Nam ở trong nước. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải tìm hiểu một chút, là bởi vì năm 1977 đó thì ông Phạm Tuân được cử đi học tại Viện Khoa học gọi là Viện Không gian Gagarin ở Liên Xô, và một năm sau thì ông chuyển cái loại sang bay vũ trụ, và ông Phạm Tuân được chọn vào để cái đội bay quốc tế thứ sáu ở trong các cái chương trình mà gọi là Intercosmos của Liên Xô khi đó, và ngày 1 tháng 4 1979. Và vị trí của ông ban đầu thuộc về phi công Nguyễn Văn Cốc. Lẽ ra đó là ông Nguyễn Văn Cốc mới là cái người được cử để mà đi học, cũng là đi gọi là huấn luyện trong cái chương trình này. Tuy nhiên thì ông Cốc đó về sau bị loại vì không vượt qua được các cái bài thực thể thể lực, bài gọi là rèn luyện về thể lực đó rất là khó. Người ta đưa vào trong những cái phòng và nghiên cứu ra nhiều cái dạng thái mà gọi là mất trọng lượng, rồi nhiều cái sự thử thách khác nhau trong một cái môi trường mà nó rất là khắc nghiệt như vậy, và phải huấn luyện trong một thời gian.
Cho nên thì ông Phạm Tuân á thì mới là cái người dự bị thôi, nhưng mà cuối cùng ông Phạm Tuân và coi như là cùng chọn với ông Phạm Tuân còn có phi công dự bị là Bùi Thanh Liêm nữa, cái người sẽ thay thế chỗ ông Phạm Tuân nếu như có một sự bất ngờ. Tức nghĩa là trong lúc đó thì người ta cử ông Nguyễn Văn Cốc là cái người ưu tiên đầu tiên, nếu mà huấn luyện không xong hoặc là không có đạt được đó thì mới tới ông Phạm Tuân, và nếu ông Phạm Tuân mà có một cái trục trặc gì nữa thì mới tới ông Bùi Thanh Liêm. Tuy nhiên thì đến ông Phạm Tuân thì ông Phạm Tuân vượt qua được cái bài kỷ luật, cái vấn đề huấn luyện. Và ông Phạm Tuân cùng với nhà du hành vũ trụ của Liên Xô lúc đó là ông Gobago, thì ông Gobago là cái người mà được nhiều người nhắc tới nhất, và ngay cả cái cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại khi đó có nhiều cái truyền thông hải ngoại đó thì người ta muốn đánh giá cái chuyến bay mà được phóng vào không gian gọi là sân bay vũ trụ Ba Baikonur, và cái trên cái con tàu gọi là Soyuz 37 vào ngày 23 tháng 7 năm 1980, tức nghĩa là trước cái chuyến bay của ông Trịnh Hữu Châu 10, coi như ông kia là 92, ông này là năm 80, tức là khoảng 12 năm, tức là một cái con giáp sau thì ông Trịnh Hữu Châu mới bay vào cái không gian. Và ngày 12 tháng 6 âm lịch năm Canh Thân là trở về trái đất, vào ngày 31 tháng 7 trên cái con tàu Soyuz 36, và họ thực hiện cái nhiệm vụ trên cái không gian và cùng với hai nhà vũ hành vũ trụ của Liên Xô khác nữa, những người mà trên cái trạm không gian đó. Và trong toàn bộ cái thời gian trên quỹ đạo thì ông Phạm Tuân đã thực hành các cái thí nghiệm khoa học về hòa tan, về các cái mẫu khoáng chất, và trong cái tình trạng gọi là không trọng lực thì cũng giống như là cái ông gọi là Trịnh Hữu Châu thì nghiên cứu về cái nước đó trên cái không gian đó, thì ông này thì ông nghiên cứu về cái chất hòa tan, các khoáng chất, thì nó cũng giống giống nó cũng có những cái cách nghiên cứu về những cái vật thể về ở góc độ khoa học như vậy. Thì ông cũng đã tiến hành các cái thí nghiệm khoa học gọi là trồng cây bèo hoa dâu trên cái không gian. Ông Phạm Tuân cũng đã chụp nhiều ảnh về Việt Nam đó, về cái hình ảnh của Việt Nam khi mà cái quỹ đạo, hay nói đúng hơn cái tàu con thoi, cái tàu mà không gian của ông ta bay vòng quanh cái quả đất rất là nhiều lần. Và ông Phạm Tuân ở trong không gian á trong vòng 7 ngày, coi như là 20 giờ và 42 phút. Nói chung là tính theo giờ đó, tính theo cái thời lượng thì ông Phạm Tuân ở trong không gian ít hơn ông Trịnh Hữu Châu. Ông Trịnh Hữu Châu khoảng hơn 13 ngày. Và ông đã thực hiện tổng cộng là 142 vòng gọi là bay vòng quanh quả đất. Và ông Phạm Tuân thì kể rằng coi như là cái việc mà đi với ông Gobaco thế thì người ta hay gièm pha ông ta, hay nói rằng ông ta chỉ là cái người đi ké thôi, cái người mà không có đi theo mà không có đóng cái vai trò gì cả. Và thì ông Phạm Tuân cũng đã nhiều lần trả lời, ông ta cho biết rằng cái chuyến đi đó vì cái mục đích nghiên cứu như thế nào và nó có cái sứ mệnh ra làm sao và có sự đóng góp và nghiên cứu đàng hoàng. Và đây là một cái sự kết hợp, một cái sự hợp tác giữa Việt Nam với Liên Xô khi đó trong cái lĩnh vực mà nghiên cứu không gian, chứ không phải là cái chuyện đi ké hay là cái chuyện mà người ta nói rằng đóng cái vai trò phụ. Và các cái cộng đồng khi đó, chúng ta nhớ các cái truyền thông Việt ngữ ở tại hải ngoại đó, ví dụ như đài BBC hay là nhiều cái đài khác cũng vậy, thường xuyên hay phát về Việt Nam trong cái thời điểm đó khi mà đưa một bản tin như thế này. Thì nhiều người vẫn còn nhớ cái giọng đọc của rất là nhiều người. Thí dụ như là họ đưa cái bản tin đó đó thì nói rằng làm thí dụ như là vào cái ngày mà bay vào cái không gian, thí dụ như vừa qua thì có bản tin là ngày 31 tháng 7 năm 1980 chẳng hạn, thì là trên một cái con tàu Liên Xô vừa phóng một cái con tàu gọi là Soku gì đó 37 chẳng hạn, bay vào không gian do nhà thám hiểm là mang tên là Gobaco và mang theo một người Việt Nam không rõ tên tuổi, cái kiểu là cái thông tin như vậy. Mặc dù người ta biết rất là rõ cái người Việt Nam đó mang tên là Phạm Tuân, nhưng mà người ta cố tình cứ nói rằng giống như là một người đó không có tên tuổi gì hết. Và cái chuyến đi đó, cái chuyến đi người ta mang theo một cái người để mà nghiên cứu, hay mang theo một cái người để mà ngồi phụ như vậy.
Thì đó là cái cách mà truyền thông mang tính chất là xuyên tạc, mang tính chất là nó không có thể hiện đúng. Thì bây giờ trở lại các cái vấn đề là ngày hôm nay có thể nói rằng phía bên đại sứ lãnh sự quán của Hoa Kỳ đã đưa một cái bản tin như thế này, nói rằng là hình ảnh của Đông Nam Á, những người mà Đông Nam Á ở trong cái không gian đó thì có ba người, ông Phạm Tuấn rất là rõ, tôi ghi rất là rõ nè, là người Việt Nam đầu tiên cũng như là người gốc Á đầu tiên du hành vũ trụ rất là rõ, và ông Asian Trinh năm 1992 cũng là người Mỹ gốc Việt coi như là đầu tiên du hành vũ trụ đó. Tức là họ nói là ở góc độ mà người Mỹ gốc Việt, mà gốc Việt đàng hoàng là gốc Việt của cờ đỏ sao vàng đàng hoàng, và một cái người khác là cái người Musafar đó thì là cái người Malaysia đầu tiên du hành vũ trụ đó. Đó là cái điều mà chúng ta thấy nó rất là rõ như vậy. Và ngược lại đó thì nếu mà tính mà thuần túy đó, những người mà có gọi là công dân ở tại cái Malaysia, ở tại cái vùng Đông Nam Á, thì thật ra thì người ta có nhiều người chống cộng, họ không chịu, họ nói là nếu mà tính ba người vậy phải không đúng, phải tính là hai người thôi, trong đó phải bỏ ông Asian Trinh ra, bởi vì ông Asian Trinh là một cái người Mỹ rồi chứ không phải là một cái người Việt Nam nữa. Và họ cứ đưa ra cái bản giống như thế này thì nói rằng là có hai cái người ở mà Đông Nam Á và bay vào vũ trụ là chỉ có ông Phạm Tuân thôi với ông Musafar thôi. Thì trong đây cũng ghi rất là rõ là ông Phạm Tuân bay vào ngày 23 tháng 7 và về á trở lại trái đất vào ngày 31 tháng 7 năm 1980, và trên cái tàu gọi là Soyuz 37. Và đối với một cái ông Masafa thì cũng rất là rõ, thì nói rằng bay vào ngày 10 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 năm 2007, tức nghĩa là sau ông Phạm Tuân rất là lâu, thao sau luôn kể cả ông Ocean Trinh nữa, tức nghĩa là ông coi như là một cái người Việt Nam khác, chúng ta thấy rất là rõ. Thì qua cái điều này đó có thể kết luận được rằng là người Việt Nam của chúng ta dù ở góc độ nào, cách nhận ra làm sao đi nữa thì cũng đã có hai người bay vào vũ trụ với cái tư cách là nghiên cứu đàng hoàng, với tư cách là du hành vũ trụ đàng hoàng. Và những cái điều đó đó là những cái nước ở trong khu vực Đông Nam Á đã không có làm được trong một thời gian rất là nhiều các thập kỷ vừa qua. Thí dụ như ông Phạm Tuân bay vào năm 1980, 80 năm nay là 90, 2000, 2010, 2020, tức là 40 năm rồi. Và vẫn chưa có cái người mà ở trong vùng để mà thay thế, ngoại trừ là cái ông Musafar của bên Malaysia thôi. Còn nói về châu Á đó thì thật ra cái người châu Á đầu tiên mà bay vào vũ trụ có lẽ là cái anh người người Nhật thì phải, và đã bay vào vũ trụ trước ông Phạm Tuân 2 năm, tức nghĩa là năm 1978. Và nói về Đông Nam Á, còn ở đây chỉ nói về Đông Nam Á thôi. Đông Nam Á thì ông Phạm Tuân là cái người thám hiểm vũ trụ đầu tiên. Và hôm nay thì chúng ta nói về cái vấn đề này đó, chỉ ngoại trừ cái vấn đề mà tự hào là Việt Nam có hai người ra, mà chúng ta còn thấy rằng cái quan hệ giữa Việt Mỹ và người Mỹ á, ở góc độ chính quyền của Hoa Kỳ, người ta cũng nhìn nhận cái cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ. Những cái người hiện giờ đang có cái cống hiến rất là lớn cho cái chính quyền của Hoa Kỳ, cho cái đất nước Hoa Kỳ. Và mặc dù cái nguồn gốc của họ xuất thân từ ở trong Việt Nam, người ta vẫn thừa nhận và người ta vẫn xác nhận là một khi mà đại diện cho Việt Nam thì vẫn lấy cái lá cờ đỏ sao vàng để mà đại diện. Dĩ nhiên rằng những người mà họ chống cộng họ sẽ có những cái sự sự phản ứng. Và bây giờ thì ở góc độ của chính quyền thì người ta có những cái suy nghĩ khác. Vấn đề ở chỗ là những người chống cộng họ có dám chống lại cái chính quyền của Hoa Kỳ hay không, hay là có dám phản ứng, hay là có cái phản ứng này có được chấp nhận hay không, đó mới là cái vấn đề. Và chúng ta chúc mừng cho những cái công dân của Việt Nam, và chúng ta chúc mừng cho những công dân của Đông Nam Á, cũng như là chúc mừng cho và rất là hãnh diện về hai cái nhà thám hiểm vũ trụ mà gốc Việt này. Và cũng mong mỏi là trong thời gian tới Việt Nam cũng sẽ có những cái chương trình nghiên cứu không gian hoặc là phối hợp nghiên cứu không gian, và chúng ta cũng mong muốn có nhiều cái người Việt Nam của chúng ta và thành công trong không chỉ là vấn đề không gian không, mà trên tất cả các cái lĩnh vực.
và những nhà khoa học mà gian dội như vậy, mà mang lại cái tên tuổi nó gắn liền với cái đất nước như vậy, gắn liền với dân tộc như vậy, đó mới là điều đáng mừng. Và hôm nay thì chúng ta xin tạm dừng ở đây. Rất là cảm ơn quý vị. Chúc các bạn vui vẻ. Xin kính chào.